Vào ngày 16 tháng 9 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040. Đây là kết quả của một hành trình dài 3 năm để xây dựng ý tưởng và tạo dựng tiền đề để phát triển thành phố Thủ Đức thành trung tâm kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, tài chính của thành phố Hồ Chí Minh cũng như của quốc gia. Từ năm 2018, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành chủ trương xây dựng khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố, bao gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Tháng 11 năm 2018, Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức một cuộc thi quốc tế Ý tưởng quy hoạch phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của nhiều đội ngũ chuyên gia quy hoạch quốc tế hàng đầu. Tháng 11 năm 2019, ý tưởng do liên danh tư vấn Sasaki NCT lập quy hoạch và thiết kế được lựa chọn giành giải nhất cuộc thi. Ngày 1 tháng 1 năm 2021, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức có hiệu lực, biến Thủ Đức trở thành thành phố trong thành phố đầu tiên của Việt Nam. Ngày 19 tháng 1 năm 2021, đề án hình thành và phát triển đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2035 đã chính thức được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Tới tháng 9 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040. Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính của thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích khoảng 211,56 km2. Theo nhiệm vụ quy hoạch, dự kiến đến năm 2030, dân số thành phố Thủ Đức đạt 1,5 triệu người, đất xây dựng đô thị khoảng 18.830 ha. Dự kiến đến năm 2040, đạt 2,2 triệu người, đất xây dựng đô thị khoảng 19.994 ha. Sau năm 2040, dự kiến đạt 3 triệu người. Thành phố Thủ Đức sẽ là đô thị loại 1 trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh, phát triển theo mô hình đô thị sáng tạo tương tác cao, đóng vai trò là trung tâm đổi mới sáng tạo dựa trên nền kinh tế tri thức, khoa học công nghệ và hợp tác phát triển, là hạt nhân trong đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng số của thành phố và vùng thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Thủ Đức sẽ là đầu mối kết nối trung tâm hiện hữu thành phố Hồ Chí Minh với cảng hàng không quốc tế Long Thành và các đô thị, khu chức năng trọng điểm phía đông của vùng thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những đổi mới tiên tiến lớn của quy hoạch chung thành phố Thủ Đức nằm ở hệ thống giao thông công cộng, hệ thống bến bãi đỗ xe nhằm đảm bảo giao thông công cộng đáp ứng từ 50% đến 60% nhu cầu đi lại. Mục tiêu năm 2040, mật độ mạng lưới giao thông công cộng đạt từ 2,5 đến 3,9 km trên km vuông, đạt chỉ tiêu 50 đến 60 km tuyến giao thông công cộng nhanh, sức chở lớn. Việc quy hoạch chung thành phố Thủ Đức sẽ áp dụng phương thức quy hoạch tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin địa lý GIS để phân tích, đánh giá, đề xuất giải pháp quy hoạch phù hợp. Việc quy hoạch thành phố Thủ Đức gồm 3 mục tiêu chính. 1. Đề xuất định hướng phát triển với mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, tài chính quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh và quốc gia. 2. Hướng tới phát triển đô thị có chất lượng sống tốt, môi trường làm việc hấp dẫn, văn hóa đặc trưng trên cơ sở bảo tồn di sản và cảnh quan sông nước, phát triển hạ tầng đô thị thông minh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. 3. Tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý phát triển, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị, đảm bảo chất lượng đô thị loại 1. Các đề xuất thuộc phạm vi quy hoạch chung thành phố Thủ Đức bao gồm: 1. Đề xuất phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị. 2. Hệ thống hạ tầng văn hóa xã hội. 3. Hạ tầng hành chính và thương mại. 4. Hạ tầng kinh tế tri thức. Cũng trong tháng 9 năm 2021, tại lễ chung kết và trao giải thưởng quy hoạch của Hội Quy hoạch Singapore SIP Planning Awards 2021, đồ án khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố Hồ Chí Minh do NCT và Sasaki quy hoạch và thiết kế đã được trao giải bạc cho hạng mục đồ án quy hoạch trên 5.000 hectare xuất sắc. SIP đánh giá đồ án có những ý tưởng quy hoạch mới mẻ, sự tham gia của các bên liên quan và phân khu chức năng linh hoạt để thúc đẩy sáng tạo, toàn cầu hóa, mang tính địa phương G-local, môi trường sống cân bằng cho người dân, khả năng chống chịu linh hoạt với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Việc nhiệm vụ quy hoạch thành phố Thủ Đức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là một dấu mốc quan trọng để xây dựng nền tảng cho sự phát triển của thành phố Thủ Đức, là thành phố tiên phong, đô thị sáng tạo, dẫn đường, đổi mới.